Anh Tú và My thật là hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi về sau, và sớm có em bé. Puka, cho anh xin chữ ký đi. Em mới định chúc mừng năm mới luôn. Chúc mừng năm mới hả? Chứ lẹ cho người ta vô ta bỏ. Cho nên không nôn nữa.